Tại sao không phải máy bay nào cũng có Wi-Fi? Hành khách thắc mắc khi không phải máy bay nào cũng có Wi-Fi và vì sao phải trả tiền nếu kết nối Internet trên cabin? Tại Mỹ, dịch vụ truy cập Internet có sẵn trên hầu hết các máy bay. Đối với các hành khách nước này, truy cập mạng xã hội và nhắn tin trong suốt chuyến bay không phải là điều đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, điều này không phổ biến. Dưới đây là lý do các hãng hàng không ít cung cấp Wi-Fi trên máy bay, theo Jumper. Trước hết, Jumper chỉ ra các lợi ích khi mọi người được sử dụng Internet trên máy bay. Các chuyên gia tin rằng việc truy cập Internet trong chuyến bay sẽ làm giảm triệu chứng sợ máy bay của nhiều hành khách. Họ cũng cho rằng một chuyến bay 10 tiếng trôi qua dễ chịu hơn khi hành khách có thể nhắn tin với bạn bè xem phim, nghe podcast hoặc đọc sách. Internet cũng hữu ích cho những người cần làm việc trong thời gian bay. Do đó, nếu phải chọn giữa hai hãng hàng không, hành khách nhiều khả năng sẽ lựa chọn hãng cung cấp Wi-Fi trên trời. Vậy tại sao Wi-Fi trên máy bay vẫn chưa thực sự phổ biến? Trước hết, cài đặt Wi-Fi trên máy bay rất tốn kém. Máy bay kết nối Internet qua vệ tinh do vận tốc máy bay lớn với điểm kết nối mạng liên tục di chuyển. Băng thông rất thấp và khó có thể cung cấp Internet tốc độ cao trên cabin. Ngoài ra, chất lượng kết nối bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Đó cũng là lý do truy cập Internet trên máy bay là dịch vụ đắt đỏ. Internet miễn phí sẽ không mang lại lợi nhuận cho các hãng hàng không. Vì vậy, không đơn vị nào muốn bỏ ra chi phí cao để lắp đặt các module Wi-Fi. Ngoài ra, nếu tất cả hành khách kết nối mạng cùng lúc, đường truyền sẽ không ổn định và tắc nghẽn.